Bí quyết hạnh phúc. Trong một chương trình truyền hình Mỹ, người ta phỏng vấn một cụ già tuổi hạc rất cao. Người ta đặt câu hỏi như sau: thưa cụ, chắc cụ có một bí quyết đặc biệt để được hạnh phúc. Cụ già trả lời một cách đơn sơ như sau: không, tôi chẳng có bí quyết nào gọi là đặc biệt cả. Trái lại, nó rất đơn giản như chiếc mũi trên mặt ông vậy. Cụ già giải thích như sau: một buổi sáng mai, lúc thức dậy, tôi có hai điều chọn lựa, một là sống hạnh phúc, hai là sống bất hạnh. Ông nghĩ xem tôi sẽ chọn điều nào? Dĩ nhiên tôi phải chọn được hạnh phúc. Câu trả lời trên đây của cụ già thật đơn giản. Abraham Lincoln đã nói như sau: con người sở dĩ có được hạnh phúc, sung sướng hay không, cũng tại lòng tưởng nghĩ như vậy. Bạn có thể hạnh phúc nếu bạn muốn như thế. Đó là điều dễ thực hiện nhất trên đời. Bạn hãy chọn lựa sự bất hạnh. Đi đến đâu bạn cũng than thân trách phận. Chắc chắn bạn sẽ được như ý. Nhưng nếu lúc nào bạn cũng tự nhủ rằng mọi việc đều tốt đẹp, đời vẫn đẹp và đáng sống, tôi chọn sống hạnh phúc, thì chắc chắn bạn sẽ được điều bạn muốn. Trẻ con rành về nghệ thuật sống hạnh phúc hơn người lớn. Trẻ em mang vào giấc ngủ của mình vô số những mộng mơ và chúng cũng thức giấc với vô số những mộng ước, trong đó cơ bản nhất vẫn là được vui chơi. Người lớn mà có được một tinh thần như trẻ thơ lúc tráng niên và vào tuổi già thì quả là một thiên tài, vì họ nắm được niềm hạnh phúc thật trong tâm hồn mà Chúa đã dành để cho tuổi thanh xuân. Chúa Giêsu quả là tế nhị khi Ngài nói với chúng ta rằng cần phải có tinh thần trẻ thơ thì mới vào được nước trời. Nước trời là gì nếu không phải là được sống hoan lạc trong tình yêu thương của Chúa? Thank you.